Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu tư Tiền Điện Tử là Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cho một video cập nhật nhanh chóng để chị có thể là nắm bắt theo cái nhịp độ thị trường nha chị nhé. Thì chị thấy được là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy có một cái tín hiệu bán khá là mạnh mẽ và đây là cái sự sợ hãi của thị trường. Rất là nhiều người bán tháo ở trong thời gian vừa qua khi mà có tin tức là CZ bị kiện, nhưng mà thực tế ra những cái tin tức đó thì team đã phân tích ở trên kênh Telegram rồi, đó là những cái tin tức không mấy ảnh hưởng đến thị trường đó anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian vừa qua cái vụ kiện đó nó nói về cái vấn đề là CZ họ có mở long short gì đó và cũng như là có vài trăm tài khoản gì đó để thao túng thị trường này nọ, nhưng mà thực tế ra á, cái câu chuyện đó nó chưa chứng minh được điều gì cả và CZ cũng đã có một cái bài phản hồi lại những cái cáo buộc của CFTC luôn nha chị nha. Đó cho nên là đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là đã bắt đầu có tín hiệu phục hồi trở lại rồi. Và ở cái khu vực hỗ trợ trong thời gian vừa qua chúng ta đã bàn với nhau là daily close thì nó đã giữ chặt giá cả ở đây. Hai chị ha, nó không đóng nến dưới đây quá sâu và tiếp tục tạo ra một cái đà tăng trưởng ở thời điểm hiện tại. Và ở trong ở cái thời gian vừa qua khi mà giá nó có sự bán tháo xuống thì anh chị thấy được là khu vực 0.5 và nó đã có một cái lực cầu trở lại và nó khiến cho thị trường phục hồi. Vậy thì ở trong thời gian ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về những cái vùng giá cao hơn, liệu nó có thể là đạt đến hay không, và cũng như là những cái lưu ý gì mà anh chị cần cảnh giác khi mà chúng ta trading, thì em sẽ cập nhật tất cả cho chị nhanh chóng trong ngày hôm nay ha. Và trước khi đi đến với những nội dung chính video ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến anh chị một tí về sàn giao dịch con S, và nếu như anh chị không biết là chúng ta nên giao dịch trading future ở sàn giao dịch nào thì anh chị có thấy được là ở đây chúng ta có sàn giao dịch con S và chúng ta có rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau ở đây, và những cái mức đồng bậy cũng khá là cao, lên đến là khoảng 50 ít con Ethereum, nó lên đến là 100 ít, để chỉ có thể là thỏa mãn trading theo cái phong cách của mình. Và để mà an toàn khi mà chúng ta giao dịch thì cần phải có một cái bằng chứng dự trữ, và đối với sàn giao dịch con S những cái tỷ lệ dự trữ này đều trên 100%, cho nên là anh chị vẫn có thể là an toàn hơn trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, chúng ta trading nha chị nhé. Và để mà ủng hộ team thì anh chị có thể là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này và ly cà phê và tách trà thôi. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Khi mà giá cả của chúng ta được đỡ khu vực giá là daily close và nó phóng lên với một cái volume cũng được xem như là tăng ha. Cái volume ở đây này anh chị là cái volume bán ở trong cái cây nến lần trước á. Đây là cái volume bán theo tin tức, và cái việc mà volume bán nó tăng đột ngột như thế này á, chúng ta sẽ không quan tâm và chúng ta sẽ loại trừ nó đi, bởi vì nó là cái tin tức thực sự là không có sức ảnh hưởng, chúng ta sẽ không quan tâm đến cái volume bán lần này. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào volume mua sau một thời gian dài khi mà volume bán nó đè ép không cho giá cả đi lên, thì chị thấy được là volume mua đã bắt đầu xuất hiện rồi nha chị nha. Và nếu như mà chúng ta nói đến volume thì chúng ta cũng không thể nào mà quên đi cái dòng tiền phái sinh open interest. Thế chị thấy được là trong thời gian vừa qua khi mà tin tức nó ra về CZ Food và CZ á, từ 11,6 tỷ nó bay về khoảng khu vực là 11 tỷ mốt ha, thì nói chung là nó không có quá lớn và nó vẫn giữ được cái cấu trúc là đi lên dần của dòng tiền phái sinh. Và anh chị thấy được là dòng tiền phái sinh hiện tại đang được kích vào, tức là sao ạ, đang có một lượng buy lớn ở trên thị trường muốn kích giá cả đi lên từ khu vực hỗ trợ daily close của chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì ở khu vực giá này thời điểm hiện tại khi mà giá cả tăng lên từ khu vực giá là 26.900, chúng ta bung lên một cây đầu tiên là 27.400, thì anh chị thấy được là đã quét đi là khoảng 8,5 triệu đô, và đến tổng thời điểm hiện tại sau nhiều cây nến 4 giờ thì chúng ta thấy được là khoảng 35 triệu đô lệnh short đang bị thanh lý. Đây là cái mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà trước đó chúng ta đã quét đi, thị trường đã quét đi rất là nhiều những lệnh long đó anh chị thấy ha. Thì bây giờ là cái thời điểm mà nó đang bắt đầu quét tiếp tục những cái lệnh short ở trước đó. Và về những cái vấn đề lệnh short thì trong video lần trước thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi, chúng ta sẽ có hai khu vực có rất là nhiều lệnh short và chúng ta có thể là bị thanh lý. Và chúng ta có thể thấy được là cái sự thanh lý ở trên khu vực giá này sẽ rất là cao ha, đó là khu vực 28.800 và cũng như là khu vực 28.900, 29.000. Thì trong thời gian tới cái phản ứng giá ở hai khu vực 28.800 và 29.000 đô này nó sẽ cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Mỗi lần mà thị trường quét thanh lý, như anh chị thấy được là cái câu chuyện ở trong lần vừa rồi ha, khi mà có tin tức phút ra nó đẩy giá xuống và nó quét thanh lý những cái lệnh long ở trước đó. Đây, nó quét thanh lý những lệnh long trước đó thì anh chị thấy được là bao nhiêu lệnh long bị thanh lý nha, khoảng 33 triệu đô ở trong cái tin tức về CZ bị quét thanh lý. Thế chị thấy được là nó lập tức được hấp thụ ha, có nghĩa là giá cả hấp thụ ngược trở lại và đảo chiều long lên. Và trong lần này cũng vậy, chúng ta vẫn phải đặt ra một cái vấn đề là chúng ta vẫn đang sideways. Anh chị phải hiểu là chúng ta vẫn đang sideways ở cái vùng giá là từ 26.500 trở lên khu vực giá là 29.000 đô. Và cái vấn đề mà nó quét lệnh short xong thì thường là thị trường sẽ hấp thụ một cái lượng short ở đây và giá cả hoàn toàn có thể là đảo chiều và tiếp tục sideways ở những khu vực dưới này nha anh chị nhé. Cho nên cái vấn đề mà anh chị cần phải hiểu là gì? Là thời điểm này nếu như anh chị đang long ha, anh chị đang long và có lợi nhuận đó, thì đến những khu vực này anh chị phải xem xét rằng những cái phản ứng giá khi mà nó quét thanh lý như thế nào, nó có đảo chiều hay không, lực bán nó có sinh ra hay không, để anh chị có thể là chốt lời được.
Còn những anh chị nào muốn long á thì cái vấn đề này nó lại hơi khắc nghiệt một tí. Nếu như mà anh chị muốn long thì anh chị cần phải thấy được rằng là nó phải tạo ra một cái đà mạnh lên, test lại khu vực này và tiếp tục đi lên tiếp ha. Và nó biến khu vực này trở thành một khu vực hỗ trợ thì anh chị mới bắt đầu long. Và ở trong ngày hôm vừa rồi á, thì chúng ta có nói đến một cái mô hình là tam giác đối xứng. Thì thực tế ra là ngày hôm đó nếu như mà không có tin tức xấu của CZ á, thì khả năng cao là nó đã tăng lên rồi nha anh chị nha, là nó lên 30k luôn rồi á. Nhưng mà vì cái tin tức đó cho nên là thị trường bán tháo ra đột ngột, và đến thời điểm hiện tại thì nó đang quay trở ngược lại. Thì chúng ta có thể là xác định lại cái mô hình này một lần nữa. Đây, nó sẽ là một cái tam giác này một lần nữa nha anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái tam giác ở đây nữa để anh chị có thể là lưu ý. Vậy thì khi mà nó break cao ra như thế này, volume tăng lên, thì em xác nhận với anh chị rằng đây là một lần break cao thực sự. Và để mà target những cái tam giác như thế này thì anh chị có thể là đo những cái độ cao của tam giác ha, cái chiều cao của tam giác để chúng ta xác định được rằng cái TB nếu như mà nó chạy hết cây á thì nó rơi tầm bao nhiêu. Đây thì anh chị thấy được là nếu từ khu vực này chúng ta có tín hiệu rất cao thì cái khả năng mà giá cả có thể đạt đến nếu như mà mắc TP á là khoảng 28 là khoảng 29.800 đô, 29.800 đô nha chị nha. Thì chúng ta sẽ cùng nhau note cái mức giá TP này ở đây để thử xem rằng là nó có đến những cái khu vực giá đấy hay không. Nhưng mà trước mắt thì anh chị vẫn phải lưu ý những cái liquidity, những cái vùng thanh lý giá này, bởi vì nó sẽ có thể là tạo ra sự đảo chiều nha anh chị nhé. Và để chúng ta có góc nhìn nó khách quan hơn thì anh chị cũng có thể là sử dụng qua những cái chỉ báo thông thường mà cộng đồng chúng ta hay xài á, đó là cluster. Và chị thấy được là gì? Câu chuyện đầu tiên ở 4 giờ chúng ta thấy được là ở trên chỉ báo cluster Ogle của phiên bản cũ á, chúng ta có tín hiệu buy ở đây, giá cả chạm bên và vòng lên đúng không ạ? Ở chỉ báo cluster Ordinum 2 cũ của chúng ta thì chúng ta thấy được là gì? Giá cả chạm về khu vực qua bán và tín hiệu quay đầu trở lại đã xuất hiện, và cũng như là giá cả cũng đã phản ánh rằng là cái chỉ báo chúng ta đã đang hoạt động rất là tốt anh chị ha. Và đối với 4 giờ chúng ta còn một khoảng không nữa, cái khu vực 29.800 cũng là cái tỷ lệ mà cái khả năng cao mà cái chỉ báo này có thể hướng tới trước khi có sự điều chỉnh về mức giá nha anh chị nhé. Rồi đây là khung thời gian 4 giờ, nên anh chị trở ngược lại những khung thời gian nhỏ hơn như là 2 giờ thì sao? Ở khung thời gian 2 giờ thì chúng ta thấy được là nó đã đến, nhưng mà đối với cái chỉ báo mới chúng ta vẫn còn một khoảng không nữa và chúng ta chưa chạm bên, tức là sao, nó vẫn còn có thể là tăng lên một nhịp nữa đó, nó rướn lên một tí nữa đến những khu vực kháng cự gần nhất để nó đưa ra quyết định tiếp theo nha chị nhá. Và những khung thời gian bé hơn như là 1 giờ, anh chị thấy được là đã đến khu vực quá mua rồi. Đây 45 phút cũng đến quá mua và 30 phút thì nó cũng đã đến quá mua rồi. Cho nên là cái vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là gì? Nếu anh chị muốn gồng lệnh long thì anh chị phải quan sát khu vực thanh lý này trước, nó có phản ứng giá hay không để chúng ta có thể là kịp thời chốt lời. Đó, ví dụ như nó phản ứng giá và nó tạo ra cái đà suy yếu thì anh chị phải chốt lời là cái chắc chắn ha. Còn nếu như mà nó tiếp tục tạo ra volume lớn và đẩy lên, dòng tiền phái sinh tiếp tục được tăng dần lên và lệnh short tiếp tục bị quét đi thì đây là thời điểm để chúng ta có thể là chạm đến cái mức TP là 29.800 đô. Và trong video ngày hôm nay thì em xin phép dừng lại đây, và trong những ngày tới thì em sẽ cố gắng để cập nhật nhanh chóng hơn về những cái tình hình của thị trường. Và anh chị có thể là tham gia vào nhóm Telegram em để dưới phần mô tả này để chúng ta có thể là cập nhật nhanh hơn thông qua Telegram nha anh chị nhé. Và một lần nữa, nếu như khi anh chị xem video này dù là người mới hay người cũ thì anh chị lưu ý rằng tất cả những cái phân tích của em đều là phân tích cá nhân, và em chỉ đưa ra quan điểm là chỉ là tham khảo và giải trí thôi, cho nên là anh chị phải tự đưa ra quyết định của mình bởi vì nó luôn là tốt nhất nha anh chị nhé. Thì nếu như video này mang lại những cái tính an toàn và chỉ có thể là tham khảo được thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Thời gian tới em sẽ có thêm nhiều cái video liên quan đến là tiếp phân tích kỹ thuật hơn để chỉ có thể là tham khảo và củng cố thêm về cái hệ thống trading của mình nha anh chị nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.